Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, chắc hẳn quý vị đã biết đến gạo lứt rồi đúng không ạ? Đây là loại gạo cực kỳ đặc biệt, không chỉ được dùng để nấu cơm mà còn có thể chế biến thành món nước gạo lứt tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Tác dụng của gạo lứt không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố hay giữ gìn vóc dáng thon gọn mà còn giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật nguy hiểm nữa đấy. Vậy cách pha chế loại nước thần dược này được thực hiện ra sao? Và nếu thường xuyên sử dụng nước gạo lứt, cơ thể chúng ta sẽ nhận được những công dụng tuyệt vời gì? Xin mời quý vị hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, khi phong trào thực dưỡng phát triển, gạo lứt ngày càng trở nên phổ biến hơn với các biến tấu thú vị như bánh gạo lứt, bún gạo lứt, miến gạo lứt, trà gạo lứt hay nước gạo lứt rang. Trong đó, nước gạo lứt rang là món mà bạn có thể tự làm tại nhà. Nhiều nghiên cứu từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới cũng đã chứng minh tác dụng của nước gạo lứt rang đối với sức khỏe của chúng ta. Lần đầu tiên thử uống nước gạo lứt, có thể bạn sẽ không cảm thấy vị thơm ngon như trà sữa hay các loại nước ngọt khác. Thế nhưng nhiều người vẫn sử dụng loại đồ uống này mỗi ngày. Vậy uống nước gạo lứt rang có tác dụng gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá 11 tác dụng của gạo lứt rang ngay sau đây. Công dụng đầu tiên đó là ngăn ngừa bệnh ung thư. Ung thư là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của chúng ta từng giờ từng phút. Vậy nên bạn cần ngăn ngừa căn bệnh này ngay từ việc ăn uống hàng ngày. Nước gạo lứt rang có chứa thành phần selen và polyphenol, là một trong những thực phẩm chống bệnh ung thư. Đặc biệt, các thành phần này có thể phòng ngừa ung thư ruột kết, bệnh dễ mắc phải khi ăn thực phẩm độc hại. Bạn hãy tập thói quen uống nước gạo lứt rang mỗi ngày để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư tiềm ẩn trong nhiều loại thực phẩm độc hại. Công dụng thứ hai là ngăn ngừa bệnh gút do axit uric. Đừng nghĩ rằng chỉ những người cao tuổi sẽ bị đe dọa bởi axit uric gây ra bệnh gút. Nếu bạn không duy trì lối sống lành mạnh, bạn cũng sẽ sớm bị axit uric tấn công, từ đó gây ra bệnh gút cực kỳ nguy hiểm và gây đau đớn, ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống hàng ngày. Cùng với thói quen tập thể dục và cân bằng chế độ dinh dưỡng, bạn cũng có thể uống nước gạo lứt rang để ngăn ngừa các bệnh axit uric. Các khoáng chất, vitamin, thành phần chống oxy hóa và magie có trong gạo lứt cũng sẽ giúp cơ thể kiểm soát nồng độ axit uric hiệu quả. Công dụng thứ ba là phòng chống bệnh tiểu đường. Đối với những người đang mắc bệnh tiểu đường, nguyên tắc giảm lượng đường tiêu thụ mang ý nghĩa rất quan trọng. Theo các chuyên gia, việc thay thế gạo trắng bằng gạo lứt sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu sẽ còn tốt hơn nữa nếu bạn uống nước gạo lứt rang giữa các bữa ăn trong ngày. Bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ lượng nước gạo lứt rang mà bạn có thể tiêu thụ mỗi ngày trong thời gian điều trị bệnh tiểu đường. Công dụng thứ tư là bảo vệ tim mạch. Nếu bạn đang phải đối mặt với một vấn đề sức khỏe liên quan đến cholesterol thì nên đưa nước gạo lứt rang vào trong thực đơn ăn kiêng hàng ngày. Gạo lứt có chứa nhiều chất xơ và vitamin nên sẽ giúp bạn cắt giảm các cholesterol xấu. Nhờ đó bạn sẽ có cơ hội đẩy lùi các căn bệnh như béo phì, huyết áp và tim mạch. Để giảm cholesterol có hại cho sức khỏe, bạn nên uống nước gạo lứt rang thay vì các loại thực phẩm có chứa chất béo xấu như thức ăn nhanh, bánh ngọt, thịt mỡ, bơ và kem. Công dụng thứ 5 là ngăn ngừa bệnh xoài thận. Đã có một số nghiên cứu cho rằng chất xơ rất cần thiết giúp ngăn ngừa hình thành xoài thận. Nguyên nhân gây xoài thận có thể vì bạn ăn quá nhiều muối hoặc uống không đủ nước. Khi cơ thể bạn không có đủ nước để làm sạch thức ăn thừa và muối bên trong cơ thể bạn sẽ biến thành tinh thể rồi tích tụ thành xoài thận. Bạn không nên chủ quan vì xoài thận sẽ khiến bạn đau đớn và gặp nhiều khó khăn khi ăn uống. Đây chính là lý do tại sao bạn nên uống nước gạo lứt để có thêm chất xơ giúp tiêu hóa thức ăn được dễ dàng hơn và ngăn ngừa xoài thận hiệu quả. Công dụng thứ 6 là nước gạo lứt rang đẩy lùi stress. Stress do áp lực công việc hay các mối quan hệ xung đột chẳng những ảnh hưởng đến tâm lý mà còn gây hại cho thể chất của chúng ta. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh trầm cảm nhẹ hoặc là căn nguyên của rất nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Nước gạo lứt rang sẽ giúp cho bạn đi qua những ngày căng thẳng một cách nhẹ nhàng hơn nhờ thành phần chống oxy hóa và các loại vitamin. Bạn có thể thử uống nước gạo lứt rang để bắt đầu một ngày mới hoặc mang theo đến văn phòng. Đây là một loại thức uống lành mạnh có thể kích thích hormone vui vẻ và giúp bạn cảm thấy thư giãn hơn. Công dụng thứ 7 là giúp xương và răng chắc khỏe. Nước gạo lứt rang có hàm lượng magie cao, là một trong những thực phẩm tốt cho xương và răng. Magie là một trong những thành phần dinh dưỡng quan trọng sau canxi và vitamin D, giúp xương chắc khỏe hơn.
bạn cũng có thể bổ sung thêm một số thực phẩm giàu magie vào trong thực đơn hàng ngày của mình như cải bó xôi, rau bina, thịt bò và sữa. Công dụng thứ 8 là nước gạo lứt giang giúp giảm cân. Nhiều người uống nước gạo lứt giang giảm cân như một cách ăn kiêng lành mạnh. Đây là một loại thức uống rất ít calo nên sẽ giúp ngăn ngừa chất béo tích tụ và đốt cháy calo nhanh chóng hơn. Gạo lứt có chứa carbon hydrate phức, cung cấp năng lượng thường xuyên cho cơ thể nên sẽ giúp bạn giảm cảm giác đói và thèm ăn. Vậy thì uống nước gạo lứt giang mỗi ngày có tốt không? Bạn có thể uống nước gạo lứt giang đều đặn một lần mỗi ngày vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu muốn giảm cân hiệu quả thì bạn không nên thêm đường. Công dụng thứ 9 là tăng cường sự trao đổi chất và ngăn ngừa oxy hóa. Gạo lứt có hàm lượng chất xơ cao nên rất tốt cho hệ tiêu hóa. Do vậy bạn có thể ngăn chặn các vấn đề về sức khỏe có liên quan đến trao đổi chất. Tác dụng của nước gạo lứt giang giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn để đảm bảo sức khỏe lâu dài. Quá trình trao đổi chất cần chất xơ và khoáng chất để hoạt động trơn tru và sạch sẽ. Điều này cũng giúp bạn duy trì thân hình thon gọn, dễ dàng hơn. Gạo lứt là một trong những nguồn thực phẩm ngăn ngừa oxy hóa cao nhất. Nhờ các loại vitamin và khoáng chất, nước gạo lứt giang giúp cơ thể đào thải các mầm bệnh nguy hiểm ra khỏi cơ thể. Tác dụng ngăn ngừa oxy hóa của nước gạo lứt giang còn giúp bạn có một làn da khỏe mạnh và mịn màng. Công dụng thứ 10 là giúp kiểm soát calo và cân nặng. Nước gạo lứt giang có mức năng lượng thấp nhờ có chứa nhiều nước và chất xơ. Thực phẩm có năng lượng thấp sẽ cung cấp ít calo hơn thực phẩm có năng lượng cao. Điều này sẽ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng để kiểm soát calo và cân nặng một cách hiệu quả. Thói quen uống nước gạo lứt giang rất tốt cho những người cần bổ sung năng lượng trong suốt một ngày dài mà vẫn muốn duy trì vóc dáng thon gọn. Công dụng thứ 11 là chăm sóc da khỏe đẹp từ bên trong. Để cải thiện làn da, bạn hãy thử uống trà gạo lứt giang mỗi ngày để giúp da kiểm soát nước và dầu cũng như giải phóng các gốc tự do bên trong. Bạn cũng có thể đắp mặt nạ gạo lứt mỗi tuần một lần để duy trì vẻ đẹp trẻ trung và khỏe mạnh của làn da. Thay vì mua các loại nước ngọt hay trà sữa, bạn có thể học cách làm nước gạo lứt giang tại nhà, vừa thơm ngon lại lành mạnh. Đây là một loại thức uống cực kỳ đơn giản giúp bạn khỏe đẹp mỗi ngày. Các bạn thân mến, với những công dụng tuyệt vời từ nước gạo lứt giang, chắc hẳn bạn đang rất muốn pha chế cho mình một cốc nước gạo lứt giang thơm ngon đúng không nào? Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chế biến nước gạo lứt giang đơn giản, cụ thể như sau. Để giữ nguyên dưỡng chất có trong gạo lứt, bạn không nên vo với nước mà chỉ nên nhặt sạch vỏ trấu và các tạp chất nếu có. Cách thực hiện như sau. Bạn hãy bắc chảo lên bếp, cho gạo lứt vào giang, dùng đũa đảo đều để không bị cháy. Rang đến khi hạt gạo chuyển sang màu đỏ đậm, có mùi thơm và săn lại thì tắt bếp. Khi gạo đã nguội hẳn, bạn cho vào hũ bảo quản để sử dụng dần. Mỗi lần sử dụng, bạn lấy một ly nhỏ gạo lứt đun cùng với 3 lít nước. Đun sôi với lửa nhỏ, thêm vào một thìa cà phê muối nhỏ, đợi đến khi gạo chín mềm là được. Sau khi nguội, bạn lọc lấy phần nước uống trong ngày, có thể để trong tủ lạnh để sử dụng dần. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể chế biến bằng cách ngâm 50g gạo lứt đã rang với 800ml nước nóng già trong phích khoảng 2 tiếng là có thể sử dụng được. Quý vị thân mến, như vậy qua phần đầu chương trình, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về công dụng cũng như là cách pha chế gạo lứt thơm ngon đúng vị rồi đúng không nào? Nhưng trước khi bắt tay vào pha chế loại nước thần dược này, quý vị cũng cần lưu ý thêm một điều nữa, đó là có 7 đối tượng sau đây nên hạn chế sử dụng loại nước này nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Cụ thể đó là những đối tượng sau đây. 7 đối tượng nên hạn chế sử dụng gạo lứt kẻo rước thêm bệnh vào người. Đầu tiên là người có chức năng tiêu hóa kém. Trong cuộc sống hiện đại, con người phải lo toan nhiều thứ, chịu áp lực từ công việc khiến bản thân dễ bị stress và căng thẳng. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể dẫn đến mất ngủ, tinh thần bất ổn và cơ thể mệt mỏi. Từ đó hệ tiêu hóa cũng hoạt động kém hiệu quả hơn. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chứng chán ăn, tiêu hóa kém ở người lớn. Gạo lứt cùng với các ngũ cốc nguyên cám khác có chứa lượng chất xơ quá lớn, không tốt cho những người có chức năng tiêu hóa kém. Nhóm người này nếu ăn quá nhiều chất xơ sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Vì vậy các bạn hãy lưu ý. Thứ hai là người bị thiếu canxi và sắt. Các loại lương thực thô như gạo lứt, ngô thường có chứa axit phytic và chất xơ. Hai chất này kết hợp với nhau tạo thành chất kết tủa, làm cản trở việc hấp thụ khoáng chất cần thiết như canxi và sắt. Thứ ba là người có bệnh về hệ tiêu hóa.
bệnh nhân xơ gan, giãn tĩnh mạch, thực quản hay loét dạ dày, ăn lương thực khô sẽ dẫn tới khó tiêu hóa và dễ gặp tình trạng giãn nứt tĩnh mạch và chảy máu dạ dày. Thứ tư là người có khả năng miễn dịch kém. Gạo lứt cùng các lương thực khô khác có chứa nhiều chất xơ, thường xuyên nạp nhiều hơn 50g chất xơ trên một ngày sẽ làm cản trở việc bổ sung protein, tỷ lệ sử dụng chất béo giảm, gây tổn hại đến chức năng của xương, tim và máu. Việc này cũng làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Thứ năm là người phải hoạt động thể lực nặng. Những người thường xuyên hoạt động thể thao, hoạt động thể lực nặng cần có một chế độ dinh dưỡng đủ chất và đủ năng lượng để đảm bảo hoạt động đó. Nhưng gạo lứt là một lương thực khô, cung cấp ít năng lượng, không đủ dinh dưỡng cho người hoạt động thể lực nặng và vận động nhiều. Thứ sáu là thanh thiếu niên đang ở tuổi dậy thì. Ở giai đoạn dậy thì, thanh thiếu niên cần một lượng dinh dưỡng và năng lượng lớn để phát triển thể chất. Các lương thực thô có nguồn năng lượng thấp, không đủ cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, nó còn làm cản trở sự hấp thụ cholesterol và chuyển đổi nó thành hormone. Ăn lương thực thô cũng gây cản trở cho việc hấp thu và sử dụng các nguyên tố dinh dưỡng. Và cuối cùng, thứ bảy là người già và trẻ nhỏ. Chức năng tiêu hóa của người già suy yếu, còn hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa được hoàn thiện. Do vậy, việc tiêu thụ một loại thực phẩm có chứa nhiều chất xơ như gạo lứt sẽ tạo gánh nặng lớn cho dạ dày, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe, làm suy yếu cơ quan tiêu hóa. Quý vị thân mến, như vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta đã nắm được những công dụng tuyệt vời đến từ gạo lứt rồi đúng không nào? Tuy nhiên, trước khi sử dụng loại thực phẩm nào cũng vậy, bạn cũng cần nắm rõ những lưu ý để không mắc sai lầm nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!